Ok, thế thì cô sẽ hướng dẫn các bạn phần đầu tiên đó chính là future continuous. Bởi vì là chúng ta bài hôm nay khá là dài cho nên là cô sẽ hẹn các bạn phần còn lại đó chính là bị động của từ tương lai đơn ở trong một video khác các bạn nhé. Rồi ok, future continuous có nghĩa là thì tương lai tiếp diễn đúng không nào? Thì tương lai tiếp diễn thì công thức rất là dễ, các bạn xem cho cô ví dụ ở đây là các bạn có thể suy ra được luôn cấu trúc công thức của chúng ta về thì tương lai tiếp diễn các bạn nhé. Ví dụ at 2 p.m. tomorrow I will be cleaning my house. Ok. Câu này cô đang sử dụng thì tương lai tiếp diễn vào lúc 2 giờ chiều ngày mai thì tôi sẽ đang dọn dẹp nhà cửa. Được chưa nhỉ? Vậy các bạn thấy đây chính là cấu trúc của thì tương lai tiếp diễn này. Vậy các bạn có thể suy ra được cấu trúc của câu khẳng định. Chủ ngữ đến gì đây nhỉ? Will, đúng không? Đến be và động từ thêm in đúng không nào? Xong. Ok. Và cô giải thích một chút tại sao là chủ ngữ cộng will be verbing. Thì tương lai tiếp diễn thực chất là nó là sự kết hợp của hai thì, đó chính là tương lai và tiếp diễn. Tương lai thì chúng ta có will verb, tiếp diễn thì chúng ta có to be phân từ hai. Vậy kết hợp lại thì chúng ta sẽ có will be verbing. Ok không nhỉ? Rồi, thế thì câu phủ định thì sao nhỉ các bạn nhỉ? Câu phủ định thì will cô sẽ phải thêm not, will not, hoặc là viết tắt thành won't. Alright. Các cấu trúc còn lại chép y hệt verb. Đúng không? Rồi, thế còn câu hỏi nhắc đến, câu hỏi là phải nhắc đến từ đảo. Đúng không nào? Chúng ta sẽ đảo will lên trước chủ ngữ, cộng với động từ, sorry, cộng với be và cộng với verb. Đúng không? Cộng với động từ không thì lại ra là thì tương lai đơn, học rồi. Đúng không nào? Rồi, thế là xong về mặt cấu trúc các bạn nhé. Ok. Thế tiếp theo chúng ta sẽ xem là cái cách dùng của thì tương lai tiếp diễn này nó có cách dùng gì đặc biệt nào. Alright. Cách dùng, đúng không nào? Cách dùng của thì tương lai tiếp diễn các bạn nhìn vào đây cho cô này. Vào lúc 2 giờ ngày mai thì tôi sẽ đang dọn dẹp nhà cửa. Được chưa nhỉ? Và đúng lúc 2 giờ ngày mai ấy, thì tôi sẽ đang dọn dẹp nhà cửa. Vậy các bạn thấy là cô có gì đấy? À, cô có giờ cụ thể ở đâu? Ở trong tương lai, đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ có một cách dùng đầu tiên. Và đây cũng là cách dùng phổ biến nhất hay gặp nhất trong đề thi của các bạn. Đó chính là diễn tả hành động. Như thế nào nhỉ các bạn nhỉ? Sẽ đang đúng không? Sẽ là tương lai, đang là tiếp diễn, sẽ đang xảy ra tại một thời điểm xác định đúng không nào? Tại một thời điểm xác định trong tương lai, right? Ok, trong cái cụm này thì các bạn cần sẽ lưu ý cho cô hành động sẽ đang xảy ra này. Tại một thời điểm xác định trong tương lai này. Được không nhỉ? Đó, cái cách dùng này sẽ là cách dùng chính. Và đối với chương trình lớp 7 thì chúng ta sẽ dừng lại ở cách dùng này các bạn nhé. Thế từ đây thì chúng ta cũng có thể suy ra được một dấu hiệu cực kỳ dễ của thì tương lai tiếp diễn. Đã có thời điểm xác định, thời điểm xác định tức là giờ xác định thì phải có at cộng với gì nhỉ? À, cộng với giờ, đúng không? Cộng với giờ cụ thể trong tương lai, đúng không nào? Từ cách dùng mà chúng ta suy ra dấu hiệu thôi. Ok. Hoặc nếu mà chúng ta không có giờ cụ thể thì các bạn sẽ thay cho cô bằng là at this hoặc là at that time. Hoặc là this time, that time đều được. Được chưa nhỉ? Đó, về cơ bản là cô thấy thì này rất là dễ các bạn nhớ, rất là dễ, nó cũng không khó nữa. Thế chưa nhỉ? Rồi, thế thì các bạn sẽ mở cho cô sách giáo khoa của chúng ta trang số 41 để cô làm mẫu một số ví dụ ở trong bài tập của chúng mình các bạn nhé. Rồi, bài số 1 trang số 41, thế chưa nhỉ?
Complete the sentences using the future continuous form of the verbs in brackets. Ok, chúng ta sẽ điền, chúng ta sẽ chia các cái động từ ở đây thì tương lai tiếp diễn, đúng không nào? Vậy auto là tất cả những cái câu này sẽ đều chia ở thì tương lai tiếp diễn, đúng không? Vậy câu số 1, cấu trúc tương lai tiếp diễn là gì? Will, be, cộng động từ thêm in, đúng không nào? Put, putting, nhớ gấp đôi một chữ T. Right. Ok, câu số 2, câu số 1 thì nó chưa có cái dấu hiệu rõ ràng lắm. Cái câu số 2 thì các bạn có thể thấy này, dấu hiệu này, at 9 o'clock on Monday, giờ cụ thể trong tương lai, đúng không nào? We will be taking a test, right? Những cái động từ kết thúc là chữ e thì chúng ta phải bỏ e đi dùng để thêm in nhé. Được chưa nào? Rồi, number 3. Câu số 3, các bạn thử nhìn cho cô xem là câu 3 chúng ta có dấu hiệu là gì nào? À, cô nghĩ rằng tất cả chúng ta đều có thể đoán được, đúng không? At this time, next week, right? Giờ cụ thể trong tương lai, đúng không nào? Vậy đáp án của cô sẽ là will be in installing. Will be installing. Right. Will be verbing, đúng không nhỉ? Rồi, tiếp theo câu số 4. Câu số 4, các bạn thấy ở trước năm 2020 thì mọi người ở Việt Nam sẽ đang dành rất là nhiều tiền on heating, right? Rồi vào các cái thiết bị làm nóng đấy. Vậy chúng ta sẽ chia là will be spending, right? Will be verbing, đúng không nhỉ? Cái number 5, ở đây chúng ta sẽ chia là gì nhỉ? Will be using, cũng bỏ e thêm mình, đúng không nào? Vậy về cơ bản thì cô thấy là thì này cô còn thích hơn làm thì hiện tại đơn, đúng không? Nó còn dễ hơn, nó không có nhiều cái dấu hiệu là cách dùng khó như thì hiện tại đơn nữa, đúng không nhỉ? Ok, và để xem các cái bài giảng khác về từ vựng ngữ pháp, bài tập trong sách giáo khoa của Bộ Giáo dục thì các bạn hãy truy cập vào link website englishmom.com nhé. So now thank you and see you next time. Bye.